từ trên ạ. Y Lan xin kính chào tất cả quý vị. Con chào cô. Là một vinh dự rất to lớn cho Y Lan và gia đình của Y Lan ngày hôm nay được đến đây để chia vui cùng với bà nội của con trai Y Lan, bà Trinh, trong nhà gọi là bà Trinh. I love you. Con xúc động. Cái giây phút như thế này đã từng đến với con được đôi lần trong quá khứ. Hà Nội, Sài Gòn, Hollywood, ngày nào. Và bây giờ con lại được trở lại đây. Vẫn gương mặt đó, vẫn yêu thương đó. Cô, bà Trinh, Cường, Papa của Tu Tu. We are still here. As a family. Con cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây vì yêu thương Kiều Trinh. Và cho Y Lan được có cơ hội đứng đây là một thành phần gia đình của cô Kiều Trinh. Bên cạnh đó, Y Lan rất hạnh diện được có anh Tuấn, chồng của Y Lan. Anh đứng dậy để mọi người được biết đến anh. Cũng cùng với Y Lan, anh đã đưa Y Lan đến đây để chúc mừng cô Kiều Trinh, chúc mừng Tuấn Cường. Tất cả những vinh dự này chúng tôi xin được ấp ủ và vinh danh cô rất nhiều. Xin quý vị ông chồng có tay giúp Y Lan một lần nữa để yêu thương một đến cô Kiều Trinh. Y Lan đã nói trước rồi là mình không được khóc. Bởi vì khóc, nó đương nhiên nó sẽ nói lên tất cả những yêu thương và xúc cảm của mình. Tuy nhiên, khóc ở giây phút này sẽ là một cái điều bất lợi cho Y Lan vô cùng, là vì lông nheo nó sẽ rơi ra khỏi cả mắt. Vậy thì bây giờ xin cho Y Lan được bắt đầu hát bài hát mà Y Lan yêu quý vô cùng. Cứ mỗi khi nghĩ đến câu Kiều Trinh thì tất cả chúng ta phải nghĩ đến bài hát này, bởi vì đó là một bài hát mà chính cô đã produce, chính cô đã mang phim ảnh của người tình không chân dung đến với tất cả cộng đồng chúng ta từ bao nhiêu chục năm qua. Cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn còn tất cả những yêu thương và những hân hạnh mỗi khi nghĩ đến người tình không chân dung và Kiều Trinh. Vậy thì con xin được hát bài này đặc biệt gửi biếu đến cô và tất cả quý vị có mặt tại nơi đây với tất cả chúng ta. Nhưng con sẽ không chịu hát một mình đâu. Oh wow. Wow. Y Lan không hát một mình mà cô Kiều Trinh sẽ hát với Y Lan. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Go please come up. Anh Cường, can you escort your mom to the stage, please? Yes. I'm sorry, I have been speaking in Vietnamese. It was from my heart. But I know that we have many non-Vietnamese audience here tonight with us. I really enjoy your performance, Rebecca. Thank you so much, it was beautiful. Yeah, and Ingram just told me that only you can do this, to drag her on stage and for her to sing with you. Woo! Yes! You have a big hand of your team. Woo! You are beautiful. Yes, you are beautiful. A few lines. Well, whatever you do, but I think you are here, so you have to do something, right? Yes. We love you both. Okay. Can we have some music, please? The band. This is my band.
Yes. Hun, the keyboard. Woo! And I have Lê Ngọc, guitarist, and Khắc Quân, my favorite violinist. Woo! Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người còn cả mất. Xin đa tạ, xin đa tạ với người chiến sĩ anh ở đâu. Xin đa tạ. Con cảm ơn cô rất nhiều. Cô ơi, chắc là cô phải làm phim cho con được đóng với cô. Thì nhà hai cô cháu mình đứng để đóng nãy giờ cũng hay đấy. Yes. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được một tràng pháo tay nữa thật lớn để cảm rất ngon. Cảm ơn cô Kiều Trang. Kính thưa quý vị, và hồi nãy chị Kiều Trinh là hết hồn luôn, là tại vì không nói trong